Em cảm ơn ạ. Em chào chị, em là Tuyền ạ. Cô đang đi làm à? Dạ vâng, em đang làm việc cho tập đoàn ABA ạ. Cô là dân tỉnh lẻ à? Dạ vâng ạ. Em lên Hà Nội được 6 năm rồi, 4 năm đại học. Thôi, tóm lại, cô vẫn là dân tỉnh lẻ, đúng không? Dạ vâng ạ. Cô cũng biết tính toán nhỉ? Tỉnh lẻ lên Hà Nội, vớ được một anh nhà giàu, rồi tự nhiên có nhà và có hộ khẩu luôn. Chị nói vậy là sao ạ? Hai bên đã tìm hiểu nhau trước khi đến xem mắt cơ mà. Đấy là thằng Long nó tự quyết định. Chứ nhà tôi mà biết cô muốn xem mắt để trèo cao thế này thì còn lâu chị em tôi mới gặp cô. Chị Tuyết, chị là chị gái của anh Long, mà anh Long là đối tượng xem mắt của em. Cho nên em tôn trọng chị, chị cũng nên tôn trọng em một chút đi chứ ạ. Tôn trọng gì cái loại đã nghèo lại còn thích đào mỏ như cô. Nói đi, cô đến với thằng Long chẳng qua vì thấy nhà chúng tôi giàu, đúng không? Chị đừng quá đáng. Chị biết gì về tôi mà phá như đúng rồi thế. Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi. Anh Long, anh mau nói gì đi. Thì chị Tuyết đã nói rồi đấy thôi. Cô như vậy sao xứng với tôi? Biết như thế không đi xem mắt, mất thời gian. Ngay từ ban đầu tôi đã nói rõ hoàn cảnh của mình cho anh biết. Anh cũng đã đồng ý vì hai bên gia đình đang hối thúc. Bây giờ anh lại nói như thể tôi lừa gạt anh thế. Đủ rồi đấy. Ai cho phép cô lớn tiếng ở đây? Nếu vậy thì không xem mắt gì nữa. Chị em các người đừng nghĩ mình giàu mà đi xem thường người khác. Tuy tôi nghèo nhưng tôi có lòng tự trọng. Tôi sẽ không bao giờ hạ mình để các người xem thường đâu. Có cá tính đấy chứ. Giàu có thì sao chứ? Giàu có thì các người được phép khinh thường tôi à? Tôi cũng có thèm đâu. Cảm ơn anh ạ. Khi nãy tôi cũng có mặt ở trong quán cà phê, thấy hai người họ ức hiếp cô nhưng mà không tiện ra mặt. Cô đừng buồn vì những chuyện không đáng. Tôi biết chứ. Chỉ là tôi thấy hơi tủi thân thôi. Nhưng tôi thấy cô làm rất đúng. Đối với những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu thì cô càng phải mạnh mẽ hơn. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, cổ hủ. Bà nội tôi trước khi mất có một tâm nguyện duy nhất là muốn tôi đi lấy chồng để bà yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Cũng chính vì như vậy mà bố tôi mới thúc ép tôi. Không còn cách nào khác cho nên tôi mới phải đi xem mắt. Đúng là gượng ép bản thân mà. Cô làm việc cho tập đoàn ABA à? Tôi cứ nghĩ mình học giỏi, làm việc cho tập đoàn lớn, lương cao thì sẽ không bị người ta xem thường nữa chứ. Cô đừng quan tâm đến họ. Cô có giá trị của riêng mình, hành trình của riêng mình. Phải kiên định với nó thì hạnh phúc sẽ đến với cô. Anh thật là biết cách an ủi người khác đấy. Tôi chỉ nghĩ gì nói nấy thôi. Cô gái này thật sự mạnh mẽ và thú vị, cũng rất xinh đẹp. Một cô gái như thế này xứng đáng có được hạnh phúc. Cuối cùng mình cũng có cơ hội đi xem mắt cô ấy. Mong rằng mình không làm cô ấy thất vọng. Dạ alo em nghe ạ. Ừ, thì chú có nhớ hôm nay gặp cái Tuyền không đấy? Nó vừa gọi cho anh xong, bảo là đến nơi rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Em vừa nhìn thấy Tuyền đến rồi ạ. Ừ, nhưng mà nói thật nhá, anh không biết gì về nó đâu. Bố của nó thì lại chơi với chú của anh. Thế nên đây chỉ là một mối quan hệ quen biết, chứ không thân thiết gì. Thôi, chúc chú may mắn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hôm nào anh rảnh, cho em mời anh bữa cà phê nhá. Rồi, ok chú. Dạ vâng, em chào anh.
Sao lâu thế không biết? Chẳng lẽ anh ta định bom mình à? Chào cô, tôi là Phan Anh, đối tượng xem mắt của cô. Anh chính là người mà anh Hoàn giới thiệu đấy ạ? Đúng vậy, trước kia tôi là đồng nghiệp cũ của anh Hoàn. Không ngờ lại là anh, đúng là duyên số. Tôi cũng không ngờ lại có may mắn gặp lại cô. Sao hôm đó cô vẫn ổn chứ? Tôi ổn à? Nếu không tôi đã không đi xem mắt. Hôm đó thật sự rất cảm ơn anh ạ. Tuyền này, mặc dù là đi xem mắt qua giới thiệu của họ hàng, nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng có duyên đấy chứ. Dạ, đúng là như vậy ạ. Tôi rất có thiện cảm với cô. Hay là chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau một cách chân thành và tự nhiên nhất, được không? Như vậy cũng tốt. Vốn dĩ gia đình muốn tôi đi xem mắt là để lấy chồng sớm, nhưng mà tôi lại nghĩ lấy một người mà chưa tìm hiểu kỹ và chưa có tình cảm sâu sắc thì khó có được hạnh phúc lắm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hôn nhân là chuyện quan trọng, nó là đích đến cuối cùng của hạnh phúc mà. Dạ vâng ạ. Chà, con gà thả vườn ở tỉnh lẻ, muốn trèo đến cành cây cao đúng không nhỉ? Anh đừng tưởng anh là trưởng phòng thì muốn nói gì cũng được nhá. Đây là tập đoàn ABA, chứ không phải nhà của anh đâu. Cô cũng biết tôi là sếp mới của cô đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn mà làm việc, đừng để tôi trướng mắt, không là cô sẽ bị đuổi việc sớm đấy. Này, hôm đó hai chị em anh thay nhau sỉ nhục tôi. Tôi đã làm gì anh mà anh phải đay nghiến tôi thế hả? Tôi chướng mắt cô, thế thôi. Đúng là kẻ vô lại, nhân cách rẻ tiền. Mọi người, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Tuyền. Một cô gái đã bị tôi vứt bỏ sau khi tôi phát hiện cô ấy là một kẻ đào mỏ và thích lợi dụng người khác. Này, anh đừng có quá đáng. Ai là bạn gái của anh? Ai đào mỏ anh? Eo ơi, đen cho anh rồi anh Long ạ. Tuyền là dân nhà quê, lên thành phố chỉ muốn tìm một nhà nào đó giàu có để gả vào thôi anh ạ. Cô lại giở thói đâm thọc, ăn không nói có đấy phải không? Thế mà anh không biết, suýt chút nữa thì anh hỏng cả đời rồi. May cho anh là anh phát hiện sớm cái bản mặt nghèo hèn ti tiện của nó đấy. Này Vân, thay vì ở đây châm chọc, cô nên đi chạy KPI thì hơn. Tháng nào cũng bị gọi tên, cô không tin nhục à? Anh Long ơi, trưởng phòng cũ của bọn em chẳng công tâm gì cả, lúc nào cũng thiên vị Tuyền hơn em, rồi chèn ép em. Em thì em chả biết ai đó dùng thủ đoạn gì không. Nhưng mà bây giờ anh Long về làm trưởng phòng của bọn em á, thì em yên tâm rồi. Cái này thì em yên tâm, anh sẽ công tâm. Nhưng kẻ nào không có tài mà muốn dùng thủ đoạn để đạt được mục đích sẽ không tồn tại được lâu đâu. Anh Long này, anh xứng đáng có một vị trí cao hơn như thế này nữa anh ạ. Anh Long ơi, trưa nay anh cho em mời anh đi ăn nhá. Được người đẹp mời đi ăn cơm thì còn gì bằng. Đi thôi. Dạ. Anh Phan Anh, sao anh lại ở đây ạ? Trông em có vẻ không vui, có chuyện gì à? Không có gì đâu ạ.
Có chuyện gì thì em cứ chia sẻ với anh. Chúng ta đã hứa là sẽ chân thành với nhau mà. Anh còn nhớ lần trước em đi xem mắt rồi bị gia đình nhà người ta khinh thường không? Anh nhớ. Đối tượng xem mắt đó bây giờ là sếp của em, trưởng phòng mới nhậm chức. Anh ta đi rêu rao là em bị anh ta từ hôn vì em đào mỏ nhà anh ta. Có chuyện trùng hợp như vậy á? Sao mình lại để lọt hồ sơ này được nhỉ? Anh nói sao cơ ạ? À, không có gì. Anh thấy trùng hợp quá thôi. Dạ vâng. Bây giờ mỗi ngày đi làm đều phải gặp mặt anh ta, rồi cả đồng nghiệp của em nữa. Em với cô ta chẳng ưa gì nhau. Bây giờ cô ta hùa với trưởng phòng mới bắt nạt em đấy. Em đừng quan tâm đến những điều họ nói. Em hãy cứ nhớ ở trong lòng rằng bản thân em có giá trị của riêng mình. Đừng tự ti về xuất thân hay là hoàn cảnh mà phải cúi đầu trước người khác. Em xứng đáng được yêu thương. Em này, anh dự định tháng sau sẽ đưa em về để ra mắt hai bên gia đình. Em thấy có được không? Ra mắt đấy ạ? Ừ, anh nghĩ là mình phải nhanh chóng ra mắt hai bên gia đình. Em cũng phải cho anh một danh phận chứ. Anh lại trêu em rồi đấy. Nó mắc bệnh sẽ không gian kín mà. Phải dạy cho nó một bài học, để nó bớt cái thói kiêu căng đi. Gớm nữa, gà rừng lại tưởng mình là chim công phượng hoàng. Long, Vân, tôi biết hai người dở trò rồi, mau thả nó ra đi. Hai cô cậu đang làm gì ở đây vậy? Anh là ai đây? Sao tôi chưa thấy anh bao giờ? Dạ em chào chủ tịch ạ. Em đi vệ sinh ạ. Chủ tịch á? Cậu đi vệ sinh ở nhà vệ sinh nữ à? Tôi nghe thấy có tiếng kêu cứu ở trong kia. Có chuyện gì vậy? Ở trong này không có ai đâu ạ. Tuyên, em làm sao thế này? Tuyên, Tuyên! Ai cho phép hai người động vào bạn gái của tôi? Bạn gái ạ? Không những là bạn gái, mà còn là vợ sắp cưới của tôi nữa. Chuyện này tôi sẽ truy cứu tới cùng. Tôi cảnh cáo hai người, nếu mà còn làm hại tới cô ấy nữa, đừng có trách tôi. Không ngờ con danh này lại vớ được chủ tịch tập đoàn mình. Bây giờ phải làm sao anh Long? Đừng dối lên nữa, để tôi nghĩ cách. Em ăn cháo đi cho nóng. Em xin ạ. Cháo anh tự nấu ạ? Ừ. Lần đầu anh nấu cháo, hy vọng nó không khó ăn. Sao vậy? Khó ăn lắm à em? Dạ không ạ. Có người nấu cho là may lắm rồi. Em không dám đòi hỏi ạ. Được, anh sẽ cố gắng luyện tập thêm. Cảm ơn anh đã cứu em. Em bị sợ không gian kín. Lúc đó còn tối nữa. Anh lại thấy áy náy vì mình đến chậm một bước. Mà anh này, sao anh biết em bị nhốt ở đó mà tối ạ? À, anh định đến rủ em đi ăn, nhưng tình cờ nghe được tiếng kêu cứu của em ở đó. Ra là vậy. Nhưng mà anh vẫn chưa nói cho em biết là anh làm việc ở đâu ạ. Anh nói với em rồi còn gì. Anh chỉ là nhân viên công sở bình thường thôi.
Chà, cô giỏi thật đấy. Không ngờ cái trình đào mỏ của cô ấy lên một tầm cao mới rồi nhà. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Làm người thì làm ơn nói tiếng người hộ tôi đi. Cô đừng tỏ vẻ thanh cao nhá. Cô muốn trèo cao, dùng nhan sắc của mình để quyến rũ chủ tịch, không phải à? Anh nói hưu nói vượn cái gì đấy? Tôi có quen biết gì chủ tịch đâu. Thôi, cô đừng có giả vờ nữa. Cả cái tập đoàn này đều biết cô là cái loại dùng tình để đổi danh vọng rồi. Dĩ vãng dơ giấy, dễ gì giấu giếm. Cô đừng có đơm đặt bịa chuyện nữa. Có giỏi thì lên phòng chủ tịch, nói rõ trắng đen phải trái với tôi. Chả dại. Lên trên đấy kiểu gì anh ta chả bênh cô chằm chằm. Cô thì giỏi rồi. Xét về năng lực thì chẳng bằng ai, còn về thủ đoạn chắc hẳn là hơn người đấy. Ý của cô, chủ tịch cũng là loại người không đúng đắn đúng không? Được, tôi sẽ lên phòng chủ tịch để nói chuyện rõ ràng với anh ta. Cô đừng có mà vu khống. Tôi nói như thế bao giờ? Cô với anh ta đi rêu rao khắp nơi, là tôi dùng tình đổi danh vọng với chủ tịch còn gì. Cô đừng có múa mép. Cái chuyện còn con này cô cũng định làm phiền đến chủ tịch à? Hả? Sợ rồi chứ gì. Sợ rồi thì đừng có ăn không nói có. Bây giờ tôi sẽ lên phòng chủ tịch để hỏi rõ xem rốt cuộc chủ tịch ăn ở như thế nào mà để nhân viên đồ là cặp kè với cấp dưới, dùng tiền mua tình thế này. Cô mau đứng lại cho tôi. Anh ơi, bây giờ phải làm thế nào ạ? Tất cả do mấy cái trò đồ vớ vẩn của cô đấy. Anh mua theo còn gì? Thưa chủ tịch, tôi... Anh Phan Anh, sao anh lại... Tuyền à, em nghe giải thích đã. Anh sợ em tự ti về bản thân rồi không đón nhận anh, cho nên anh cho mới... nên anh mới lừa dối em đúng không? Anh sợ em đến với anh là vì tiền à? Không, anh thích em. Anh sợ em biết anh là chủ tịch tập đoàn ABA rồi em sẽ không chấp nhận anh. Thảo nào anh cứ giấu giếm em. Rốt cuộc lại còn giấu em chuyện gì nữa? Không, anh chỉ giấu em duy nhất chuyện này thôi. Ngoài ra anh không giấu em bất cứ chuyện gì cả. Tuyền, anh xin lỗi. Dạ. Em chào chủ tịch ạ. Hai người lên đây làm gì? Em lên để giải thích. Giải thích? À, chuyện là ở tập đoàn mình đang có lời đồn thổi. Em đang cố gắng giải thích với nhân viên nhưng bọn họ đều không tin ạ. Lời đồn gì vậy? Hai kẻ này rêu rao khắp nơi là em dùng tình đổi danh vọng, còn anh là cái loại dùng tiền đổi tình đấy. À, anh hiểu rồi. Lần trước tôi đã cảnh cáo hai người không được làm tổn thương tới Tuyền. Vậy mà lần này hai người không những làm tổn thương tới cô ấy mà còn kiếm chuyện xúc phạm của tôi nữa. Việc thì không lo làm, chỉ nghĩ cách cạnh khóe móc mỉa người khác là giỏi thôi. Dạ thưa chủ tịch, bọn em nhất thời hồ đồ, mong anh bỏ qua cho bọn em ạ. Dạ, tại trước đây em với Tuyền có chút hiểu nhầm nên là em với Vân mới nhất thời làm chuyện đấy thôi ạ. Cho em xin lỗi ạ. Dạ. Đừng có vờ vịt. Cậu và cô Vân đã hãm hại Tuyền bao nhiêu lần tôi đều biết hết. Tôi nói cho hai người biết, Tuyền là người quan trọng nhất đối với tôi. Ai làm tổn thương cô ấy, cho dù là vô tình, tôi cũng sẽ không tha thứ. Hy vọng sau hôm nay ba người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, việc ai nấy làm. Hai người họ không còn cơ hội nữa đâu. Cô cậu về viết đơn xin nghỉ việc cho tôi. Chủ tịch, bọn em biết lỗi rồi, mong anh cho bọn em một cơ hội ạ. Không, hai người không còn bất kỳ một cơ hội nào khác. Ra khỏi phòng tôi ngay. Xin lỗi em, vì anh đã che giấu thân phận của mình rồi để họ bắt nạt em lâu như vậy. Không sao đâu ạ. Nhưng mà em nghĩ anh làm như vậy thì hơi mạnh tay, chỉ sợ nhân viên khác không phục thôi. Giết gà dọa khỉ ấy mà. Anh phải làm như vậy để cho nhân viên tập đoàn này biết không ai được phép động vào người yêu của anh. Em xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với anh ạ. Lỗi tại anh mà. Anh biết em sợ dị nghị, sợ người khác nghĩ xấu về anh, cho nên
em sẽ khó chấp nhận một người bạn trai giàu có như anh. Đúng là như vậy. Nhưng chính anh đã giúp em hiểu ra em xứng đáng có được hạnh phúc. Em, chúng ta ra mắt gia đình hai bên nhá. Em biết rồi. Anh muốn có danh phận chứ gì? Cưới vợ phải cưới liền tay. Anh sợ đêm dài lắm mộng ấy mà.